Chào anh chị nhá. Chủ nhật xin chúc anh chị có một ngày nghỉ nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Thì hôm nay tiếp tục chủ đề ngoại ngữ, hôm nay về tiếng Tây Ban Nha một chút, là theo một bình luận của một khán giả, người ta bạn hỏi là anh ơi có nên học tiếng Tây Ban Nha không, và là tiếng Tây Ban Nha ở Việt Nam nó có phổ biến không đó. Thì thực ra thì là tôi cũng được va đập cả tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Anh các kiểu, thì tôi thấy là tiếng Tây Ban Nha thì ở Việt Nam nó chưa phổ biến. Trong tương lai tôi không biết nào, nhưng thời hiện tại là không, chưa phổ biến. Nhưng mà cái khả năng mà có thể gặp được người nói tiếng Tây Ban Nha rất là cao. Vì sao mà có thể gặp người nói tiếng Tây Ban Nha rất là cao? Vì bản chất là cái thứ tiếng Tây Ban Nha này nó phải nằm ở trong top 2, top 3 cái số lượng người dùng trên thế giới nhiều ấy, vì nó rất là phổ biến. Nhất là cái vùng Nam Mỹ, vùng Trung Mỹ, Caribe đó. Thì tôi làm video ngắn thôi, nó chưa phổ biến thôi, nhưng khả năng nó sẽ phổ biến. Đó.